con riêng giàu có của Huy Khánh mới 14 tuổi đã cao gần 1m8, trổ mã. Điển trai con riêng của Huy Khánh và người vợ đầu Lương Hoàng Anh được bố, mẹ nhắc tới liên tục trong thời gian gần đây, trước khi bước vào cuộc hôn. Nhân thứ hai với Mạc Anh Thư, Huy Khánh từng có một đời vợ là Doanh, nhân Lương Hoàng Anh và sinh được một cậu con trai. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh con trai Kiến Bách còn gọi là Guinea bảnh bao, mặc vest trông chững chạc. Khoảnh khắc hai bố con quan tâm, chăm sóc ngoại hình cho nhau gây chú ý, hơn hết quý tử 14 tuổi của Huy Khánh được quan tâm hơn cả bố vì vẻ ngoài ngày càng bảnh bao, chiều cao vượt trội và nhiều người dự đoán sẽ là soái ca tương lai. Trang chủ giải trí Sao Việt, Sao Việt, Sao Quốc, Tép Him TV Show tin tức giải trí con riêng giàu có của Huy Khánh mới 14 tuổi đã cao gần 1m8, trổ mã điển trai ngày 12 tháng 7 năm 2020. Con riêng giàu có của Huy Khánh mới 14 tuổi đã cao gần 1m8, trổ mã. Điển trai con riêng của Huy Khánh và người vợ đầu Lương Hoàng Anh được bố, mẹ nhắc tới liên tục trong thời gian gần đây, trước khi bước vào cuộc hôn. Nhân thứ hai với Mạc Anh Thư, Huy Khánh từng có một đời vợ là Doanh, nhân Lương Hoàng Anh và sinh được một cậu con trai. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh con trai Kiến Bách còn gọi là Guinea bảnh bao, mặc vest trông chững chạc. Khoảnh khắc hai bố con quan tâm, chăm sóc ngoại hình cho nhau gây chú ý, hơn hết quý tử 14 tuổi của Huy Khánh được quan tâm hơn cả bố vì vẻ ngoài ngày càng bảnh bao, chiều cao vượt trội và nhiều người dự đoán sẽ là soái ca tương lai. Trang chủ giải trí Sao Việt, Sao Việt, Sao Quốc, Tép Him TV Show tin tức giải trí con riêng giàu có của Huy Khánh mới 14 tuổi đã cao gần 1m8, trổ mã điển trai ngày 12 tháng 7 năm 2020, 14 giờ PM GMT7. Huy Khánh gia đình Sao Việt, Sao Việt ly hôn, chia tay con riêng của Huy Khánh và người vợ đầu Lương Hoàng Anh được bố mẹ nhắc tới liên tục trong thời gian gần đây, trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với Mạc Anh Thư. Huy Khánh từng có một đời vợ là doanh nhân Lương Hoàng Anh và sinh được một cậu con trai. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh con trai Kiến Bách còn gọi là Guinea bảnh bao, mặc vest trông chững chạc. Khoảnh khắc hai bố con quan tâm, chăm sóc ngoại hình cho nhau gây chú ý, hơn hết quý tử 14 tuổi của Huy Khánh được quan tâm hơn cả bố vì vẻ ngoài ngày càng bảnh bao, chiều cao vượt trội và nhiều người dự đoán sẽ là soái ca tương lai. Vẻ ngoài của hai bố con Huy Khánh được chú ý, đặc biệt là quý tử 14 tuổi đã cao lớn bảnh bao. Đi kèm hình ảnh mới chia sẻ, Huy Khánh hài hước viết, chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai anh em sẽ là một kỷ niệm đẹp. Nhà em trai, nhiều bình luận cho rằng Guinea sẽ sớm vượt mặt bố về chiều cao. Thực tế, Huy Khánh cao 1,8m nhưng con trai đã 1.9-1.10 trong giai đoạn dậy thì. Vì Kiến Bách có sở thích đặc biệt dành cho trái bóng tròn, thời gian rảnh, nam diễn viên thường cùng con trai đá bóng. Nếu Kiến Bách có ý định theo đuổi nghiệp cầu thủ, anh sẵn sàng ủng hộ. Với ngoại hình cuốn hút hiện tại, Guinea được cho là sẽ đẹp trai hơn cả.